Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: khi Bitcoin giảm từ 30.000 đô la xuống dưới 20.000 đô la trong vòng chưa đầy một tuần vào năm ngoái, Suzu, người đồng sáng lập Trierro Capital, đã mô tả tình trạng khó khăn này giống như đinh đóng vào quan tài đối với quỹ phòng hộ của mình. Tua nhanh đến ngày hôm nay và Bitcoin vừa quay trở lại con đường đó từ 20.000 đô la lên mức 30.000 đô la trong tháng qua. Nhưng ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn chưa thật sự phục hồi. Một số công ty khác đã ngừng hoạt động trong làn sóng phá sản giống như Domino sau sự sụp đổ của Trierro Capital như Voyager, Celsius, FTX, BlockFi và Genesis, và các công ty khởi nghiệp trước đây đang rất thành công. Mặc dù tâm trạng đã được cải thiện so với mùa đông tiền điện tử năm ngoái, nhưng chỉ riêng sự phục hồi của Bitcoin là không đủ để khắc phục tất cả thiệt hại. Thị trường tiền điện tử cũng phải chịu nhiều sức ép bởi các hành vi sai trái. Những hành vi sai trái này đã thu hút sự giám sát theo quy định và các hành động pháp lý tại Hoa Kỳ. Nổi bật nhất là Sam Bankman-Fried của FTX, người đang chờ xét xử về tội gian lận. Tiếp theo là Do Kwon, người đồng sáng lập blockchain Terra, đang phải đối mặt với việc truy tố vì vai trò của anh ta trong sự sụp đổ của dự án đó. Sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance cũng bị CFTC kiện ở Mỹ với nhiều cáo buộc vi phạm. Và Coinbase đã nhận được thông báo rằng SEC có ý định kiện công ty. Tiếp theo là sự thất bại gần đây của các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử như Silvergate, Signature và Silicon Valley. Mặc dù sự thất bại của các ngân hàng được coi là chất xúc tác tăng giá cho Bitcoin, nhưng sự sụp đổ của những ngân hàng này cũng đã cắt đứt các liên kết giữa tiền điện tử với hệ thống tài chính Hoa Kỳ, khiến cho tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử tại Hoa Kỳ trở nên không chắc chắn hơn bao giờ hết. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã phải chịu khoản thua lỗ lớn do sự sụt giảm giá trong năm ngoái. Mặc dù tổng giá trị các đồng tiền bị khóa trong các dự án DeFi đã tăng hơn 25% kể từ đầu tháng 1, nhưng ở mức khoảng 50 tỷ đô la, nó vẫn chỉ là một phần nhỏ so với mức đỉnh 180 tỷ đô đạt được vào tháng 12 năm 2021. Đồng thời, hàng ngàn việc làm đã bị mất trong ngành và việc tuyển dụng không được phục hồi. Vốn đầu tư từ các công ty đầu tư mạo hiểm đã chậm lại đáng kể. Tài trợ tư nhân cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử trên toàn cầu đã giảm xuống còn 2,4 tỷ đô la trong quý đầu tiên, giảm 80% so với mức cao nhất mọi thời đại là 12,3 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng hơn 80% của Bitcoin trong năm nay đã không được khớp với các đồng tiền khác. ETH vốn vượt trội hơn rất nhiều so với Bitcoin từ năm 2020 và 2021, mới chỉ tăng hơn 70% trong năm nay. Chỉ số Bloomberg Galaxy DeFi Index, theo dõi các giao thức tài chính phi tập trung lớn nhất, chỉ phục hồi được khoảng 1/10 mức giảm 2.000 điểm của năm ngoái. Theo Clara Medali, giám đốc nghiên cứu của nhà cung cấp dữ liệu thị trường Kaiko cho biết, chúng ta có thể thấy trường hợp người bán cạn kiệt kết hợp với xuồng tăng giá sau cuộc khủng hoảng ngân hàng. Tất cả kết hợp với tính thanh khoản thấp đã giúp giá Bitcoin tăng lên. Nhưng bất chấp tất cả sự ảm đạm và không chắc chắn, tiến bộ trong quá trình phát triển của ngành vẫn tiếp tục. Ethereum tuần này đã hoàn thành nâng cấp mạng theo đúng lộ trình. Bản cập nhật Thượng Hải cho phép các nhà đầu tư rút ETH mà họ đã stake để đổi lấy phần thưởng như một phần của hệ thống bằng chứng cổ phần để bảo vệ mạng, có thể thu hút hàng tỷ đô la vào ETH. Ngay cả sau khi chủ tịch SEC Gary Gensler cáo buộc ETH là một loại chứng khoán, giá của ETH đã tăng trở lại trên 2.000 đô la trong tuần này, lần đầu tiên sau hơn nửa năm. Bức tranh vĩ mô cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Một năm trước, Fed và các ngân hàng trung ương chỉ mới bắt đầu một loạt các đợt tăng lãi suất, làm đảo ngược chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài nhiều năm. Với việc kết thúc chu kỳ thắt chặt đó hiện đã gần kề, các điều kiện một lần nữa có thể thúc đẩy tiền điện tử. Một câu hỏi lớn là các tổ chức tài chính truyền thống sẽ phát triển nhiệt tình như thế nào và liệu họ có sẵn sàng tham gia để đảm nhận các vai trò từng được đảm nhận bởi các công ty khởi nghiệp tiền điện tử thất bại như FTX hay không. Có một dấu hiệu có thể xảy ra: Nasdaq dự kiến các dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số sẽ ra mắt vào cuối quý 2. Theo một nghiên cứu của Citigroup, về lâu dài, tới năm 2030, có tới 5.000 tỷ đô la có thể chuyển thành các dạng tiền mới, chẳng hạn như tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và stablecoin. Theo báo cáo, một tài sản tài chính truyền thống trị giá 5.000 tỷ đô la khác có thể được mã hóa, giúp thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt công nghệ blockchain. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.